Giống như hai vợ chồng chị Trang, chị Cẩm Nhung, 47 tuổi, ngụ phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh cũng rất đau lòng khi phát hiện con trai đầu lòng mắc rối loạn phổ tự kỷ. Mặc dù đã gần 8 tuổi, con chị, bé Đăng Khoa vẫn bú bình, giao tiếp hạn chế và thường xuyên mất kiểm soát hành vi. Nói chung là ở nhà là sáng đó, nó dậy là mình cho nó bú rồi xong rồi nó chơi nè, nó chơi ba cái này nè. Giận hồi mình cho nó ăn, rồi trưa nằm chơi với nó, nói chuyện với nó. Xong rồi đến giờ mà khoảng ba mấy là dạy nó học á. Dạy ảnh học khoảng một tiếng. Rồi chiều bắt đầu là mình lo nấu cơm là cho ảnh ăn buổi chiều. Xong tối thì ba ảnh về chơi với ảnh. Nó bú từ lúc mới sinh ra đến giờ. Có lúc mà đi học ở trường, lúc trước nó đi học ở trường, cô cai được. Về nhà cai nó không được, nó không chịu. Nó cứ thấy là nó đầu, nó khóc, nó quấy. Không có là không yên với nó. Với lại nè, cái này nè, cái khăn ghiền của ảnh. Tối là ngủ, ôm cái khăn, với lại ôm cái bình ngủ. Chị Nhung phải xin nghỉ việc ở nhà trông con. Chồng chị làm thuê cho một công ty tư nhân với thu nhập không ổn định, kinh tế gia đình rất khó khăn. Chị bất lực khi không thể xin cho con theo học các trường công cho trẻ tự kỷ vì đều trái tuyến. Trong khi đó, trường tư chi phí quá cao, vượt ngoài khả năng của hai vợ chồng. Chị phải tự học kiến thức về dạy con. Mong ước của mình là cho bé được đi học đến trường để mình đi làm kiếm tiền thôi. Chứ mà giờ thấy ổng làm cũng cực khổ, làm ngày làm đêm mà phải thấy ổng về nhiều khi ổng cũng mệt. Mà mình thì giữ nó là mình không đi đâu được luôn á. Bạn bè cũng không bao giờ được tới chơi nữa. Mỗi lần bạn rủ tới nhà chơi mình từ chối. Đó là ảnh không có tới nhà ai được. Ảnh tới nhà người ta là ảnh khóc. Ảnh khóc dữ lắm luôn. Bởi vì mình mong muốn là mình kiếm cho nó một cái trường bé đi học. Để mà bé được hòa nhập với lại nó không lạ với môi trường ở bên ngoài nữa. Ngày nay, tỷ lệ trẻ mắc các chứng tự kỷ ngày càng cao. Theo các chuyên gia, các bé cần được theo học các trường chuyên biệt cho trẻ tự kỷ để được chăm sóc, giáo dục theo các phương pháp thích hợp. Vấn đề lớn nhất của các bạn là giao tiếp, nên khi mà các bạn đi ra xã hội thì các bạn sẽ khó tiếp cận hoặc phải là khó xích lại gần với các bạn bình thường khác. Các bé đã mang cái chữ tự kỷ là đã là thiệt thòi rồi. Đi ra ngoài á, nhiều người không hiểu thì sẽ bị xa lánh. Nhằm hỗ trợ các gia đình có con em bị tự kỷ, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam và Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận PNG đã khởi xướng thực hiện dự án nâng cao nhận thức về tự kỷ ở trẻ em Việt Nam từ năm 2018, tập trung vào 5 mục tiêu cơ bản, biên tập và phát hành bộ tài liệu chuẩn về hỗ trợ trẻ em tự kỷ ở Việt Nam, đào tạo nâng cao năng lực cho 100 cán bộ nòng cốt về tuyên truyền và hỗ trợ trẻ em tự kỷ, phổ biến kiến thức về tự kỷ cho 10.000 cha mẹ, người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tự kỷ, người làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và cộng đồng. Trường học đối với các bạn đó rất là quan trọng. Khi mà tiếp nhận các bạn thì sẽ đánh giá và lường giá các bé để có một cái chương trình can thiệp phù hợp cho từng bé đó. Các bé tiến bộ hay không là một phần lớn là nhờ vào trường học được sự đào tạo bài bản đúng với cái độ tuổi, với cái trình độ, với khả năng của bé. Với mục tiêu phổ biến kiến thức đến các gia đình có con bị rối loạn phổ tự kỷ như chị Thùy Trang và Cẩm Nhung, dự án nâng cao nhận thức về tự kỷ ở trẻ em Việt Nam sẽ giúp khoảng 4.000 trẻ em tự kỷ được hưởng lợi gián tiếp để hòa nhập cộng đồng.